春园清静，万物为予争艳，岂知人心怪皆变化莫测于春红，失去一片天心，追名不离，丧失良知良能，生生累积，万般数不尽枝叶里，万般茶事是天地变，万物以为乾坤是月，朝知天灾人祸频频，山川海怒涛涌不歇，如此见此于是岂可以扳回，各位点传师、讲师及夜阑道亲，大家好！xin chào các vị điểm truyền sư, các vị giảng sư và các vị đạo thân tiền hiền người Việt Nam. 今天是立德书院系列讲座。ngày hôm nay lại là một tiết giảng trong hệ thống các bài giảng của Phật viện Lập Đức. 我们很荣幸邀请到王点传师慈悲。ngày hôm nay chúng ta rất vinh dự được mời đến đây Vương điểm truyền sư từ bi.来为我们讲解弥勒真经的殊胜这一堂课。đến đây để chia sẻ cùng với chúng ta tiết học có tên gọi là sự thù thắng của Di Lặc cứu khổ chân kinh。王点禅师在道场修办非常的久。Vương điểm truyền sư đã tu đạo trong đạo trường của chúng ta rất là nhiều năm rồi。对道的体认非常的深。đã có sự thể ngộ sâu sắc về đạo。又很照顾我们越南国的
Đạo Chính. Và đặc biệt người rất yêu thương và quan tâm đến đạo thân Việt Nam chúng ta. Hiện tại, chúng ta có cung kính tâm hồn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dùng tấm lòng cung kính nhất của mình. Cung thỉnh Hoàng Điển Thuyền Sư Từ Bi đến để chúng ta học bài học. Cung thỉnh Vương Điểm Truyền Sư Từ Bi đến đây để chia sẻ cùng với chúng ta tiết học này. Một, mời tất cả các vị tiền hiền chúng ta đứng dậy. Hai, chúng ta cùng nhau hướng vào tiên Phật Tam Quốc Cung, Nhất Quốc Cung, Tái Quốc Cung, Tam Quốc Cung. San, đại gia xin ngồi. Ba, mời các vị chúng ta ngồi xuống ạ. Hào, đại gia chào an. Xin chào tất cả các vị tiền hiền. Hôm nay rất cao hứng, có thể chứng đạo thiên ân sư đức. Ngày hôm nay Điểm Truyền Sư rất là vui mừng vì chiêm được thiên ân sư đức. Chúng ta lão tiền nhân, tiền nhân từ bi. Và lão tiền nhân và tiền nhân từ bi. 让我们有这么好的一个学修讲办的环境, để cho chúng ta có được một môi trường học đạo tu đạo tốt như thế này. 我们今天的话, 很难得能够在这么殊胜的道场中来那个学习, và chúng ta ngày hôm nay được ở trong một đạo trường trang nghiêm thù thắng để học tập cùng với nhau. 真的是沾到天恩师德, thật sự là chiêm được thiên ân sư đức mới có được. 今天后学要来跟大家学说一下 弥勒救苦真经的殊胜. Và ngày hôm nay Điểm Truyền Sư xin được chia sẻ cùng với các vị sự thù thắng của Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. Chúng ta ai cũng là người đã cầu đạo và cũng đều được tắc tam bảo. Vậy thì tại sao chúng ta lại có được cái cơ hội đến đạo trường cầu đạo đây? Chủ yếu là vì lão mẫu từ bi, 上天慈悲, 那个降下大道来到在人间. Bởi vì chúng ta chiêm được ân đức của lão mẫu, lão mẫu đã mang đạo giáng xuống trần gian này. Okay, 那我们都沾到天恩师德, 老祖师师尊师母弘慈大愿. Và chúng ta còn có được thiên ân sư đức, sự hồng từ bi nguyện của lão tổ sư, sư tôn và sư mẫu. Okay, 他们有这种慈悲 bấy thiên mỉ lần đời xin, do lại phá nguyện cứu độ thiên hạ thăng sinh. Bởi vì tấm lòng từ bi đại nguyện của các vị tổ sư đã phát đại nguyện xuống trần gian để cứu độ chúng sanh, để cứu chúng ta. Vậy,所以说师尊师母也是领了老母的天命来到人间，我们才有机会来得道. Và chúng ta cũng phải cảm ơn sư tôn và sư mẫu đã phát nguyện xuống trần gian cứu độ chúng ta mới có cơ hội được đắc đạo. 所以说我们要感恩天恩师德，感谢老祖师师尊师母，那把这个大道传承到人间来。 Cho nên chúng ta phải cảm tạ thiên ân sư đức, cảm tạ sư tôn sư mẫu đã gánh phát thiên mệnh, đã mang đạo truyền xuống trần gian, chúng ta mới có được cơ hội đắc đạo như ngày hôm nay. 记得有一次法会, Điểm Truyền Sư có nhớ trong một lần pháp hội, Chi Công lão sư chính thân lĩnh thản lại跟 đại gia hiện thân thuyết pháp. Thầy Tế Công Hạt Phật đã mượn khiếu lâm đàn hiện thân thuyết pháp cùng với tất cả mọi người. Chi Công lão sư lại hỏi chúng ta, những tại trường của những điển phán sư giảng sư, hôm nay tại sao các bạn có thể an an ổn ổn trong Phật đường học đạo, tu đạo, ban đạo? Hạt Phật lão sư đã hỏi tất cả mọi người trong pháp hội rằng, các đồ nhi có biết tại sao ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội được ở trong Phật đường học đạo tu đạo hay không? Tất cả số lão sư, chúng ta có duyên với Phật. Thì tất cả mọi người mới trả lời rằng, bởi vì chúng con có duyên với thầy. Hả, có nhiều đạo đạo chính nói, lão sư, chúng ta tổ sư có đức, chúng ta lễ sư có tu. Thì có lớp viên lại trả lời rằng, bởi vì do tổ tiên ông bà của con có tích đức, tiền kiếp đều là có tu. 那也有道亲说，老师，我们根基缘分很好，所以说我们才有机会来得到，来修道。 Thì có lớp viên lại trả lời rằng, bởi vì các con là người có Phật duyên sâu dày, cho nên là mới có được cái cơ hội đến Phật đường cầu đạo như thế này. 老师说，你们讲的都对，但是也都不全对。 Lão sư nói rằng các con trả lời đều đúng, nhưng mà chưa đúng hoàn toàn. 老师说最重要的是，为师我从老母那边领了天命。câu trả lời chính xác nhất đó chính là do
thầy đây đã nhận được mệnh lệnh từ nơi của lão mẫu. Bà thiên mệnh đại đạo nhân gian, nị men jin nian cai you you dao ke qiu, you dao ke xiu. Đã mang đạo truyền xuống trần gian này thì ngày hôm nay các con mới có đạo để tu, có đạo để học. Và trong khẩu quyết năm chữ của chúng ta mới có nhắc đến ba chữ là Phật Di Lặc, đúng không các vị? Và tất cả chúng ta đều chiêm được ân đức và chiêm được cái hồng từ đại nguyện của Di Lặc Tổ Sư, cho nên chúng ta mới có cơ hội được đắc đạo như vậy. Bởi vì thiên thời đã thay đổi rồi, trước đây là trưởng thiên bàn là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã cứu độ chúng sanh trong thời kỳ trước, đó chính là thời kỳ Hồng Dương. 弥勒佛在2500多年前当运，哈，他的那个诶红那个悲心因重啊，要在五浊世界、五浊世间哦来救度众生啊。 Và hơn 2.000 năm về trước, Đức Phật Di Lặc người đã phát ra đại nguyện trong một cái thế giới ô trược mà đi cứu độ chúng sanh. 对，这是讲释迦牟尼佛要在2500年前哦，他很慈悲来到人世间。 在五浊二世里面来救拔众生出离苦海。 Và người đã phát đại nguyện rằng trong cái thế giới ô trược đó, người sẽ xuống cứu độ chúng sanh thoát khỏi khổ hải. 对，啊，在2500年后的今天呢，弥勒佛又当运了，又来应运了，要在那个华娑婆世界为莲花帮。 Và đúng như vậy các vị, sau hơn 2500 đến thời kỳ bây giờ thì Phật Di Lặc thực sự đã ứng vận và người phát ra một đại nguyện, đó chính là mong muốn biến thế giới Sa Bà này, thế giới Ta Bà này thành một liên hoa bang. À, chúng ta biết Sư Gia Mâu Ni Phật, bi tâm, ha, cái đại bi tâm, rất là cái, rất là đại bi tâm, nên là phải cứu bá chúng sinh. A Di Đà Phật là từ tâm, ha, rất là mạnh mẽ từ bi, từ tâm, từ ái tâm, muốn đến cũng là cứu chúng ta thoát khổ hải, đều là giống nhau. Chúng ta cũng biết được rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một người có tấm lòng đại bi và Đức Di Lặc Tổ Sư thì lại có một tấm lòng đại từ, thì những tấm lòng của tiên Phật đều giống như nhau cả, đều vô lượng vô biên và có một tấm lòng từ bi vô bờ bến, yêu thương, mong muốn cứu độ chúng sanh. Na Sư Gia Mâu Ni Phật bả zhe wèi wán chéng de pǔ dù zhōng sheng de zhe chóng zhōng zhōng zhe dà rèn hǒ jiào tuò zài zài yī ci de tuò fù gěi 3000 nián hòu yìng yùn de nà ge Mi Lè Fo lái jì xù lái fā yǎng guāng dà. Và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã giao phó lại cho Đức Di Lặc Tổ Sư trọng trách to lớn rằng những chúng sanh nào mà người chưa độ trong thời kỳ trước thì trong thời kỳ này hơn 3.500 năm về sau này nhờ Đức Phật Di Lặc tiếp tục độ hóa thâu viên tất cả chúng sanh. 那释迦牟尼佛在2500年前也是在传道，但是那时候是单传独受啊。 那只有他的十大弟子哈，哎，少数几个可以得到。 Và 2.500 năm về trước á, Đức Phật Di Lặc ở Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn cũng có truyền tâm pháp cứu độ chúng sanh, nhưng người thời kỳ đó chỉ là đơn truyền độc thụ mà thôi. Trong số các đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì số người được đắc đạo là một con số rất ít. 释迦牟尼佛灭度以后的话，只有三个时期。 哦，那就正法时期、相法时期、末法时期，每一个时期都是1000年呐。 Và sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì thì sẽ trải qua thời kỳ 3.000 năm. Thì 3.000 năm này á, mỗi thời điểm là 1.000 năm và tương ứng với lại ba thời kỳ, đó chính là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tướng pháp và cuối cùng là thời kỳ mạt pháp. 那这个是这，所以说到3000年后的时候，现在已经是2500第三个
好，一千年，就是2500多年的时候，这个已经是末法时期了。Thì Đức Phật Thích Ca, tính theo Phật lịch đó là hiện nay đã là hơn 2500 mấy năm rồi đúng không ạ? Thì hai thời kỳ đầu tiên á là đã trải qua rồi, chánh pháp và tướng pháp đã qua rồi. Thì ứng với thời điểm hiện tại thì chúng ta đang sống trong thời kỳ thứ ba, đó chính là thời kỳ mạt pháp. Thì mô phá thời kỳ, 一般的人都不相信佛法了，很多的争议，很多的那个对佛的这种质疑啊。认为佛经可能不是真的，哦，那有很多的负面的声音都出来了。Thì thời kỳ thứ ba này á, chúng sanh không còn tin tưởng vào Phật pháp nữa, có những sự nghi ngờ, ngờ vực đối với Phật pháp. 好，那继续跟或许跟大家再讲讲弥勒佛应运的因缘呐。Tiếp theo điểm truyền sư xin chia sẻ cùng với các vị về nhân duyên mà Đức Di Lặc của chúng ta tái thế.哦、因为释迦牟尼佛再生的时候就讲过他归空涅槃以后有五个时期啊。Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, người còn tại thế, người đã từng nói rằng sau khi người nhập Niết Bàn thì sẽ trải qua 5 thời kỳ. 这五个时期每个时期是500年，总共2500年这个佛法这个由盛而衰的这种过程。Và trong 5 thời kỳ này, mỗi thời kỳ sẽ có 500 năm, tổng cộng là 2.500 năm diễn biến quá trình Phật Pháp từ thịnh đến suy. Đi cái 500 năm, tức là Sư Giáo Mô Ni Phật gắng quy không, gắng nghiệp bản ý hậu, nà, thà, cái này là giải thoát kiên cố kỳ, tức là một số tu hành người, họ có được Sư Giáo Mâu Ni Phật cái cái chánh pháp, hay là có thể giải thoát, quay lại thiên đàng, có thể siêu sinh lão tử. Thời kỳ đầu tiên, 500 năm đầu tiên là thời kỳ mà các vị tu hành đắc được đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã truyền thừa thì vẫn có cơ hội được giải thoát, được giải thoát khỏi sinh tử. Thứ hai là 500 năm. 从501年到1000年呐、啊，这个就是禅定坚固期，就是这个虽然没有得到释迦牟尼佛心法，但是他们参禅打坐哦，那个禅定的话还是可以解脱啊。Và thời kỳ thứ hai 500 năm tiếp theo từ năm 501 đến năm 1000 á thì đây là thời kỳ của thiền định. Tuy là những người tu hành trong thời kỳ này á, họ không đắc được tâm pháp chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng họ thông qua phương pháp thiền định tu hành vẫn có thể giúp họ được giải thoát. Hay thứ ba cái thời kỳ, tức là đa văn kiên cố kỳ, từ 1000 năm đến 1500 năm, cái đoạn thời gian đó là, một bản của những người tu hành, rất thích研读释迦牟尼佛的这些佛经、这些经典啊，哦、那可以到处宣扬、讲说，是多闻坚博学多闻呐、啊，多闻坚固期。Đến thời kỳ thứ ba, 500 năm tiếp theo á là thời kỳ các vị tu hành rất là thích và nghiên cứu kinh điển những lời nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là thời kỳ gọi là bác học uyên thâm.Là họ rất là thích nghiên cứu về Phật pháp và dùng là Phật pháp để mà đi nhà gọi là đi cứu độ chúng sanh á, đi chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Nào, đó là thứ tư cái giai đoạn đó, tức là tháp sư kiên cố kỳ, tức là sư miếu, những tín đồ, những tín đồ rất thích xây miếu, xây Phật tháp, ha, gọi là tháp sư kiên cố kỳ, đó là Hồng Yang kỳ, xây được nhiều cái miếu.Đến thời kỳ thứ tư á, thì họ rất là thích xây dựng chùa chiền, cho nên là rất là nhiều chùa của Phật giáo được xây dựng trong thời kỳ này. Cái này, chúng ta nói thứ tư là từ 1500 năm đến 2000 năm, cái đoạn thời gian. Thời kỳ thứ tư là thời kỳ từ năm 1550, từ năm 1500 đến năm 2000. 那到了第五个时期，哦，就是从2000年以后啊，就是到现在的一直到现在2500多年。哦，这段时间就是斗争坚固期，就是一般的信众哦，他们会怀疑佛经不是释迦牟尼佛讲的啊，哦，那个这对这些经典都有很多的疑问，很多质疑啊，造成很多的纷争。Thì đến thời kỳ thứ năm đó chính là từ năm 2000 trở về sau thì
500 năm này là thời kỳ chúng sanh họ rất là thích gọi là cãi nhau, thảo luận, tranh đấu ý kiến qua lại, và họ nghi ngờ ngờ vực rằng các quyển kinh điển là không phải do Đức Phật nói, và đây chính là thời kỳ hiện tại của chúng ta. 所以说在这个时期的时候，那个人心，可以说是已经很多人不太相信佛，也不相信佛所讲的这些经典。 那释迦牟尼佛也知道这个状况，所以说在未来的话，弥勒佛应运，那再重新开始来，那大行佛法，所以说这就是我们今天讲弥勒真经的好处在这里。 Và đó cũng chính là điều mà Đức Phật Thích Ca người đã dự báo được trước, và người biết được rằng trong thời kỳ này á, chúng sanh không còn tin tưởng vào Phật nữa và cũng không còn tin vào những lời Phật nói. Bởi vì thế cho nên trong cái thời điểm này Đức Phật Di Lặc mới ứng vận và giáng thế, dùng hồng từ đại nguyện to lớn của mình để thức tỉnh chúng sanh, để cho chúng sanh tin tưởng vào Phật Pháp và được đánh thức cái chân tâm bổn tánh trong con người của mình. 所以说弥勒佛来到人世间，来讲经说法，度化众生，在这个时期，那帮助济公活佛。 我们的师尊师母月慧菩萨来要来传扬正法。 Cho nên trong thời kỳ này là thời kỳ của Đức Di Lặc Tổ Sư ứng vận và lão tổ sư, sư tôn, sư mẫu của chúng ta mang trọng trách trên vai phổ độ tam tào, cứu độ chúng sanh. 那我们现在来讲讲说诵经有什么好处？你看念经、诵经回向，可以化解掉我们很多的无明业障啊，消我们的业力。 Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem khi mà chúng ta đọc kinh thì chúng ta có những lợi ích gì. Đầu tiên đó chính là có thể giúp cho chúng ta hóa giải được sự vô minh và có thể tiêu trừ đi nghiệp chướng. 那我们在道场上有几部经典可以供大家做参考，大家平常可以来诵经，让我们身心清净，也可以回向给冤亲债主，消解我们自己的病苦啊、业障啊。 那个烦恼啊等等。 Và trong đạo trường của chúng ta cũng có một số quyển kinh ngày hôm nay điểm truyền sư xin chia sẻ cùng các vị để các vị tham khảo, để chúng ta trong quá trình đọc kinh có thể tăng trưởng thêm được trí tuệ của mình, giúp cho chúng ta bổn tánh được càng ngày càng được quang minh, và bên cạnh đó hãy giúp chúng ta tiêu trừ đi được nghiệp chướng, giảm trừ đi phiền não ưu sầu trong tâm của mình. Thì bộ chính là trong Thảo Nguyên Minh Sơn Kinh Quán Thế Tích Kinh sở giảng được cái ta cái bộ Thảo Nguyên Minh Sơn Kinh 非常的好，教宗教孝，讲这忠孝节义啊。他这明圣经可以化解我们的病痛跟业力，增长正气跟正念。 Đầu tiên đó chính là Đạo Viên Minh Thánh Kinh do Đức Quang Thánh Đế Quân viết ra, và trong quyển kinh này ngài Quang Thánh đã dạy chúng ta về trung hiếu tiết nghĩa, và khi trì tụng Đạo Viên Minh Thánh Kinh có thể giúp cho chúng ta giải trừ được đau bệnh, giải trừ đi được nghiệp lực, tăng trưởng chánh khí và chánh niệm trong con người của mình. 第二部就是弥勒救苦真经，就是我们今天要讲这部经的殊胜。 Quyển thứ hai đó chính là Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh, cũng là quyển kinh mà ngày hôm nay điểm truyền sư sẽ chia sẻ cùng với chúng ta. 那这个这部弥勒真经可以帮助我们加灵加智慧，又可以激发我们的善心善念。 Và quyển kinh này có thể giúp chúng ta tăng trưởng thêm trí tuệ, tăng trưởng thêm cái phần linh tánh trong con người của mình, giúp cho tự tánh được quang minh sáng lạng hơn, và giúp chúng ta nuôi dưỡng được thiện tâm thiện niệm. 那这个第三部道场上常诵的经就是心经。 Và quyển kinh thứ ba trong đạo trường chúng ta thường hay tụng đó chính là tâm kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. 这心经我们常常诵啊，那个观音心经啊，可以清除我们，消除我们负面的这个心念。 让我们收心，让心可以静静的，找到我们生命的本源。 Khi chúng ta thường xuyên tụng niệm quyển kinh này có thể giúp cho chúng ta phá bỏ đi, giảm trừ đi những suy nghĩ tiêu cực, giúp cho chúng ta có thể thanh tịnh, tịnh tâm lại và thu tâm về tự tánh của chúng ta. 那第四部经就是我们白水老人白水圣地。 他老人家做的百孝经也是非常好。
Và quyển kinh thứ tư đó chính là Bách Hiếu Kinh do lão tiền nhân của chúng ta viết ra. Đây là một quyển kinh cũng rất là hay. Chúng ta thường xuyên tụng Bách Hiếu Kinh có thể giúp chúng ta cải thiện được mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. 让父母亲跟儿女之间拉近彼此间的距离，哦，那个情感可以会更好。 Để rút ngắn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, để tình cảm gia đình ngày một tốt đẹp hơn. 那我们活佛老师也很慈悲啊，告诉我们说这个，三宝里面就有那个五字真言，哈，我们要默念这五字真言，因为五字真言这个口诀，应该大家都知道，这五个字里面就有弥勒两个字。 Và Đức Hoàng Phật Lão Sư Từ Bi á, cũng đã nói với chúng ta như thế này. Trong Tam Bảo có ngũ tự chân ngôn. Và ngũ tự chân ngôn chúng ta có thể mặc niệm ở trong tâm rất là tốt, rất là vi diệu. Và ngũ tự chân ngôn của chúng ta, khẩu quyết của chúng ta là các vị ai cũng biết rồi đúng không ạ? Trong năm chữ này thì có hai từ đó chính là Di Lặc. Chúng ta phải 因为我们要讲到说，我们的老祖师是弥勒佛，而且我们的佛性，我们自信佛就是跟弥勒一样，哈，那都是佛，本来都是佛啊。 Chúng ta đều biết lão tổ sư của chúng ta là Di Lặc tổ sư đúng không ạ? Và tâm của Di Lặc tổ sư như thế nào thì tâm của chúng ta cũng giống như vậy, bởi vì vốn dĩ chúng ta đều có Phật tâm, chúng ta đều là những vị Phật. 嘿，所以说那个。 我们三宝就告诉我们，每个人都有一个光明的佛性，这每个人都是一尊佛啊，那不是说弥勒佛才是佛，济公活佛才是佛，你也是一尊佛，我也是一分佛，大家都是一尊佛。 Và trong Tam Bảo này có nói chúng ta biết một điều rằng á là chúng ta mỗi một người đều có một tự tánh Phật, một Phật tánh quang minh sáng lạng, chúng ta ai cũng là một vị Phật cả. Chứ không phải Tế Công hoặc Phật là Phật, Di Lặc tổ sư mới là Phật. Và chúng ta ở đây, tất cả chúng ta đều là Phật các vị ạ. Hey,那我们常常守玄，哦，那个守住玄关窍这边，哦，真人静坐啊，老前人教我们要做真人静坐，然后默念五字真言，让我们身心都可以清净。 Và chúng ta phải thường xuyên sử dụng Tam Bảo để thực hành cái phương pháp chân nhân tự tịnh tọa. Cái phương pháp chân nhân tịnh tọa này là do lão tiền nhân đã hướng dẫn chúng ta, chỉ cho chúng ta cái phương pháp tịnh tâm của mình lại, giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh được thân tâm và phần nào có thể giúp cho chúng ta được khỏe mạnh và sức khỏe hơn. Chúng ta đều biết, 西天很远，有十万八千里路，非常的遥远，但是我们修行的话，我们得的名师一指点就知道说， 远这个天堂远在天边呐，近在眼前呐。 Có câu nói rằng á là thiên đường cách chúng ta rất là xa, 10.800 dặm. Nhưng mà khi chúng ta đã được cầu đạo rồi, chúng ta biết được tự tánh quang minh của mình rồi, thì chúng ta biết được rằng á thiên đường không ở xa chúng ta đâu, xa tận chân trời nhưng mà gần ngay trước mắt. Hey，我们当下守玄的话，心清净的话，我们的玄关这里就是净土。 我们不用说再去百年之后要才要回到净土去啊。 Chỉ cần chúng ta thủ huyền, tâm của chúng ta được thanh tịnh, được tịnh lại, thì thiên đường ngay ở trước mặt chúng ta, chính tại điểm đó chính là lý thiên, chứ không cần phải đợi đến khi chúng ta trăm tuổi về già mất đi rồi chúng ta mới trở về lý thiên. 当下身心清净，我们的佛性这里就是天堂，不用说百年之后再回到天堂去。 Ngay tại thời điểm chúng ta thủ huyền, chúng ta chân nhân tịnh tọa, thì chính nơi huyền quang khiếu chính là tịnh thổ, chính là thiên đường. 那我们当下身心清净，我们的佛性，我们的自信佛就是弥勒，我们自信佛就是济公，我们自信佛就是观音。 Và khi mà chúng ta thanh tịnh tâm của mình được lắng động lại, được thanh tịnh lại, thì chính tại nơi Phật tánh đó chính là Đức Tế Công hoặc Phật, nơi đó chính là Quán Thâm Bồ Tát, nơi đó cũng chính là Phật Di Lặc. Vì vậy, lão tổ sư, cái chúng ta cái ba bảo, rất là hữu dụng. Nên, chúng ta phải thường xuyên tụng kinh, niệm năm chữ tam bảo,
Cho nên là lão tổ sư, các vị tiên Phật và lão mẫu truyền cho chúng ta tam bảo rất là hữu dụng, cho nên là chúng ta phải thường xuyên thủ huyền, thường xuyên mặc niệm ngũ tự chân ngôn để giúp cho chúng ta thân tâm được thanh tịnh. Hey,这个就是我们的心要不离道，念念都想着自己的如来自信佛，念念都要存好心，做好事，说好话。 Để cho tâm của chúng ta không rời đạo, để cho tự tánh Phật của chúng ta lúc nào cũng được quang minh sáng lạn, lúc nào cũng không có rời bỏ đi cái tự tánh Phật của mình. Niệm niệm đều nhỏ, lẻo lẻo phân minh, đều rất rõ ràng, đương hạ tự mình tại làm cái gì, như vậy mới không tạo nghiệp, ờ, mới không làm sai sự tình, ờ, tạo sinh được nghiệp lực. Khi mà tự tánh của chúng ta làm chủ á, chúng ta có thể phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Và khi phân biệt được đúng sai như vậy rồi á, thì mình sẽ không có bị tạo nghiệp, chúng ta không có làm những việc sai trái. 所以说我们修道的话，就是要去除烦恼，每一个起心动念都要觉察到，就要从我们玄关窍、手玄这里就能够心静的话，就能够了解自己就很清明。 Khi mà chúng ta thường xuyên thủ huyền, khi mà tâm chúng ta được thanh tịnh, trí tuệ chúng ta được khai mở, thì mình sẽ có trí tuệ phân định được việc nào đúng, việc nào sai, chúng ta không rơi vào, không có bị luẩn quẩn trong cái sự đấu tranh giữa đúng giữa sai nữa, mà chúng ta biết được đâu là đúng đâu là sai, và như vậy mình sẽ không có tạo nghiệp tạo tội. À, 所以说弥勒佛非常慈悲，好那个让我们借着三宝来修持，将来每个人都可以哦那个成就成仙做佛。 Và Đức Phật Di Lặc đã truyền chúng ta tam bảo này để chúng ta dựa vào nó để tu hành, để sau này chúng ta được công viên quả mãn, được đắc được quả vị. 那我们再看看，再讲讲，哦，我们弥勒佛降世的这个因由。 Vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân duyên mà Đức Phật Di Lặc giáng sinh. 嗯，弥勒祖师他分领倒装降世在人间，哦，那是，他的道号就是要奴童精工啊。 Đạo hiệu của Đức Phật Di Lặc giáng sinh đó chính là Nho Đồng Kim Công. 哎，就是像为什么讲奴童精工呢？就是他那个童颜鹤发，就是这个脸很像小孩子的脸，很清秀哈。那个鹤发就是白色的头发，哦，这样子。 Tại sao lại có cái đạo hiệu như thế này? Bởi vì cái pháp tướng, cái gương mặt của ngài á, rất là trẻ, nhìn như là một đứa bé vậy đó, và tóc có thì bạc trắng. Hey,因为现在三期末劫年呐，现在是西方更新金，这个金哈金这个应运在这个时期是应运在西方金哦，那个西方属金，所以说就称为金工祖师啊。 Và thời kỳ này á, là ứng vào trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thì thời kỳ này á, là ứng ở phương Tây và ứng vào chữ kim, cho nên ngài còn được gọi là Kim Công là vậy. Này,这个金刚祖师就是我们的老祖师，他是弥勒佛哦，那个分领倒装降世在人间呐。 Và Kim Công tổ sư, lão tổ sư của chúng ta chính là do Đức Phật Di Lặc giáng sanh hạ thế. 其实弥勒佛他在古时候也有很多的化身来到人间呐。 Kỳ thực Đức Phật Di Lặc trong lũy kiếp trước đã sáng sanh xuống trần gian rất là nhiều đời kiếp rồi. 像以前古时候那个五代时候有那个布袋和尚啊，拿着个大布袋，哦那个到处哦救济世救人啊，那个叫人家称为他是布袋和尚，也是弥勒佛的化身。 Thì có một kiếp Đức Phật Di Lặc giáng sanh xuống trần gian là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng có nghĩa là một vị hòa thượng lúc nào cũng vác trên vai mình một cái túi vải rất là lớn, đi khắp nơi để và kết thiện duyên, quảng kết thiện duyên với chúng sanh. Thì đây chính là một đời kiếp hóa thân của Đức Phật Di Lặc ở trần gian. 弥勒佛他就说行也不带坐也不带。 哦，那提起布袋，放下布袋，何等轻松！就走路的时候，要行也不带，坐下来也是拿着摆着布袋，啊，坐也不带，放下布袋，何等轻松嘛！
Và Đức Bố Đại Hòa Thượng trong cái thời kiếp đó đã có một bài kệ rất là nổi tiếng, đó chính là đi cũng mang theo túi vải, ngồi cũng mang theo túi vải, làm việc cũng mang theo túi vải. Khi bỏ khi buông xuống túi vải thì được an nhiên tự tại. Mỗi người, 因为他示现这个布袋和尚示现每个人带一个布袋，因为每表示说。 这每个人都身上都有一个布袋哦，这个布袋让我们很背起来都有压力哈，那个很沉重，是不是？ Và tại sao Bố Đại Hòa Thượng lúc nào cũng mang cái túi vải trên người của mình? Ngài ý của ngài là muốn thị hiện cho chúng sanh chúng ta hiểu được một điều rằng á, trên vai mỗi một con người chúng ta ai cũng có một cái túi vải vô hình như vậy. Và cái túi vải vô hình này đó chính là những cái áp lực trong cuộc sống, những cái phiền não ưu sầu của chúng ta. 那布袋里面有我们的功德跟业力两种，一种是你所造的功德，另外一种就是你的那个60000年来的冤亲债主这个业力啊。 Và trong cái túi vải này á, vừa chứa đựng công đức mà cũng vừa chứa đựng những oan khiên trái chủ của mình. Công đức cũng là do mình tạo ra và oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trong hơn 60.000 năm luân hồi chuyển kiếp cũng do chính chúng ta tạo ra. 但是每个人的话，应该是放下布袋，把自己的烦恼业障摆下来，哦，那个身心能够清净。 Nhưng mà mỗi con người chúng ta phải buông xuống cái túi vải này, phải bỏ xuống những cái phiền não và những cái nghiệp lực của mình đi để cho tâm của chúng ta càng ngày càng được thanh tịnh. 那一心来精进在修行，来建功立德，这样子的话，不是很好吗？就放下布袋，何等自在，然后好好的修到半道，哦，那贺担起如来的家业。 Để cho chúng ta có được một cái tâm thanh tịnh, nhất tâm thanh tịnh mà chuyên tâm tu hành, thì khi mà chúng ta buông xuống cái túi vải này rồi á, thì an nhiên tự tại, tu hành rất là ung dung, thoải mái, như vậy không phải là tốt đẹp lắm hay sao? Mí lơ Phổ ta dùng bù đại hòa thượng để thị hiện cho đại gia, tức là cáo chú đại gia, ha, mỗi người nên cái bả tự kỷ cái phiền não à, cái nghiệp lực, cái nghiệp trạng cái phóng xả lại, tức như cái bù đại lý miên 装了很多东西哈，那这些东西的话，都是永远跟随着我们，就是业力啊，业力会随着我们哈，那个如影随形啊。 Nếu như mà chúng ta cứ mang vác cái túi vải này trên vai của mình hoài, thì nghiệp lực cũng sẽ đi theo bên cạnh chúng ta, phiền não cũng theo đi theo bên cạnh chúng ta. Cho nên cái hình ảnh Bố Đại Hòa Thượng của Đức Phật Di Lặc muốn thị hiện cho chúng ta biết được rằng á, muốn tu hành, muốn thanh tịnh thì chúng ta hãy buông bỏ xuống đi cái túi vải này đi, trừ bỏ đi phiền não đi, cắt bỏ đi nghiệp lực đi, thì cuộc đời của chúng ta sẽ rất là ung dung, nhẹ nhàng, thanh thản. 对，那我们弥勒佛哈，那个降生在人间是公元1905年，哦，那个领受了老母的天命，哦，在1905年哈，就是20世纪。 刚开始的时候，就是进入到白羊期。我们白羊期就是从一就20世纪开始，就1905年，好，那个弥勒佛领受老母天命开始算的，是因为这个弥勒佛他是成为我们第17代祖师。 Và năm 1905 các vị là vào những năm đầu của thế kỷ 21 thì Đức Kim Cang Tổ Sư đã lãnh thọ được thiên mệnh của ơn trên lão mẫu, chính thức mở ra thời kỳ Bạch Dương phổ độ chúng sanh, và Kim Cang Tổ Sư cũng trở thành tổ sư đời thứ 17 của chúng ta. 对，那这个金刚祖师应运就是白羊旗的开始，这时候都是以白为贵啊，那个是你看寺庙建筑哦，办公大楼等等哈，那个汽车通大家都喜欢用白色的。 Và khi mà Kim Cang Tổ Sư ứng vận trở thành đời tổ sư thứ 17 của chúng ta, khai mở thời kỳ Bạch Dương này á, thì ứng thời ứng vận kể từ đó trở về sau á, chúng ta rất là chuộng màu trắng, tất cả những cái kiến trúc cơ sở hạ tầng, xe cộ, quần áo, con người chúng ta đều chuộng màu trắng, đều sử dụng màu trắng rất nhiều. 你看我们现在的公务人员啊，也是白领阶级啊，人家都是穿白色的衣服。 我们道场上也是一样啊，都是穿白色的。
白衣蓝裙蓝裤子哈，是这样子的，都是以白为贵啊。Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng ở các công ty, các nhân viên công chức, công sở đều rất là thích mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Và trong đạo trường của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng mặc trang phục là màu trắng, quần xanh hoặc là váy xanh, váy đen. Nè, à, có điểm giống, tức là ý nghĩa là nói cải chào hoàn đại, hoặc là cái 上天垂象, hoặc 一切都是由红转白。以前在19世纪以前哈，那都是红洋旗哈，那个红洋应运啊，以红为贵，那现在都转成白色的了。Từ thế kỷ thứ 19 trở về trước á, là thời kỳ Hồng Dương kỳ, là thời kỳ đó con người á, chúng sanh rất là thích, rất là chuộng màu đỏ, cái gì cũng đỏ hết trơn á. Nhưng mà kể từ khi mà chuyển sang thời kỳ Bạch Dương kỳ, do lão tổ sư ứng vận, thì chúng ta sẽ không còn chuộng màu đỏ nữa mà chuyển sang chuộng màu trắng, chính là tất cả mọi thứ đều đều lấy màu trắng là màu chủ đạo. Hệ, vậy nên là lão tổ sư là thứ 17 đại tổ sư à. À, đây là cái pháp tướng. Đây chính là pháp tướng của Kim Công Tổ sư, là tổ sư thời thứ 17, là sơ tổ trong thời kỳ Bạch Dương. Hệ, là lão tổ sư, ta lão nhân gia họ, rất là từ bi. 哦、那也是弥勒佛、哦、分灵倒装降世在人间。我们看到右手边是弥勒佛，他笑口常开，大度能容。我们要学习弥勒佛的这种欢喜心、哦、那个用微笑来跟众生结这个善缘。Thì các vị có thể nhìn thấy được là phía bên tay phải là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc ngài có một cái pháp tướng, đó chính là miệng luôn nở nụ cười, đúng không ạ?Bụng thì to, miệng luôn nở nụ cười là để là mong muốn mang đến niềm vui, sự hạnh phúc đến cho chúng sanh. Còn bụng ngài to, ngực bụng ngài lớn, coi là bao dung tha thứ và chứa đựng tất cả mọi phiền não của chúng sanh. Cho nên chúng ta phải học tập theo cái tinh thần hoan hỷ này của Đức Phật Di Lặc. Vì vậy, rất nhiều khách sạn, các miếu, rất nhiều nơi vui chơi,都会那个摆弥勒佛尊呐、啊，因为弥勒佛尊实在是太吸引人了，大家都喜欢啊，开很开心，大家看到弥勒佛都好开心。Và các vị cũng có để ý là trong các khách sạn nè, trong các cửa hàng hoặc là những cái địa điểm du lịch nổi tiếng, người ta thường hay để hình ảnh của Đức Phật Di Lặc ở đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngài rất là vui vẻ, và bởi vì sự vui vẻ này màchúng sanh rất là thích nhìn ngắm Đức Phật Di Lặc, rất là muốn tiếp cận gần gũi với Đức Phật Di Lặc. Và Đức Phật Di Lặc cũng chính là tiền thân của Kim Công Tổ sư. Kim Công Tổ sư chính là do Đức Phật Di Lặc giáng sanh hạ thế. Vì vậy, 弥勒佛啊，希望大家修道都能够开开心心、欢欢喜喜。所以说，有人也讲说，这个弥勒佛是欢喜佛。Và Đức Phật Di Lặc mong muốn rằng chúng ta lúc nào cũng được vui vẻ.Cũng được hạnh phúc và Đức Phật Di Lặc bởi vì mong muốn như vậy cho nên là chúng sanh đời nay còn gọi ngài là Phật Hoan Hỷ. Hey, nên là mỗi người đến học đạo, tu đạo đều phải tồn tại một hoan hỷ tâm, dùng hoan hỷ tâm, à, cái cái rất năng lượng, năng tư năng kiến để tu hành. Như vậy thì tu đạo là một điều rất vui vẻ. Cho nên người tu đạo chúng ta, các vị chúng ta phải tu một cách hoan hỷ, có đầy đủ cái năng lượng tích cựcChánh tri, chánh kiến để chúng ta có thể tu đạo một cách vui vẻ. Và chúng ta có thể dùng cái mặt cười để đón nhận mọi người, để giao tiếp với người khác, thì đối phương cũng sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ rất vui vẻ khi chúng ta đến Phật Tháp để cầu đạo, để cúng Phật, để tăng trưởng phước lành, để giải quyết nghiệp chướng. Và khi mà chúng ta luôn nở nụ cười với mọi người thì họ sẽ rất là thích chúng ta.Mình vui vẻ, mình giao tiếp với họ thì họ rất là yêu thích mình, gần gũi, thân cận với mình. Thì như vậy mình mới có thể dẫn độ họ đi cầu đạo được, đúng không ạ? Và khi mà họ đi cầu đạo như vậy có thể giúp ích được cho họ, mà cũng có thể tăng trưởng thêm phước huệ cho bản thân của mình nữa. Vì vậy, Mì Lợi Phổ, chúng ta là chủ sư, là cho chúng ta một cái điểm tốt nhất. Nó là năng lượng năng lượng cao nhất. Mọi người nhìn thấy Mì Lợi Phổ thì rất vui vẻ.Và Đức Phật Di Lặc chính là một cái hình mẫu, một tấm gương cho chúng ta học tập và noi theo. Ngài chính là biểu mẫu, là chuẩn mực cao nhất của năng lượng tích cực, của chánh năng lượng. Hey, 那弥勒佛那个
再讲一下为什么会有《弥勒救苦真经》这部经典呢？thì điểm trần sư tiếp theo xin được chia sẻ cùng với các vị tại sao lại có sự xuất hiện của Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. 这就是在一九二五年弥勒佛，那个回天教子，就是我们的那个第十七代祖师哈，那老母赐封为金刚祖师。và vào năm 1925 thì lão tổ sư của chúng ta quy không trở về Lý Thiên và được lão mẫu sắc phong quả vị là Kim Công Tổ Sư. 对，他是在那个一九二五年的农历的二月初二日归空，到了一九二六年，哦，隔了一年又一个月一天，哦，就是隔年的三月初三号，哦，那个他的灵啊，又借着一个道亲啊，山西人杨春林来借窍来到山东来显化。Người quy không vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch năm 1925 thì sau đó một năm một tháng một ngày thì vào ngày mùng 3 tháng 3 năm 1926 linh của ngài đã xuống trần gian và mượn vào thể xác của một vị đạo thân ở Sơn Tây tên là Dương Xuân Linh để hiển hóa. 那他显化一百天，这一百天之内都没有吃任何食物，只有喝水而已。và khi mà người mượn vào thân xác của cái vị đạo thân này trong vòng 100 ngày á, người không ăn bất cứ một cái đồ vật nào cả, chỉ có uống nước mà thôi. 因为弥勒佛很慈悲，他是打从修行以来就是吃素的。那时候在大陆上哈，那个早期的话。也没有素食不方便。老祖师của chúng ta rất là từ bi các vị. Nguyện của ngài là cho dù trải qua đời kiếp nào, ngài cũng không bao giờ ăn thịt của chúng sanh. Cho nên là thời kỳ đó ở Trung Quốc cái việc mà ăn chay có mà thức ăn chay nó rất là hiếm hoi. Cho nên là khi mà mượn khiếu vào cái vị này trong 100 ngày đó, lão tổ sư của chúng ta cũng không ăn bất cứ một cái gì cả. Cho nên là họ vì là thân tâm thanh tịnh, họ không ăn thức ăn. Và khẩu lý là giảng Mi Lê Chân Kinh, Mi Lê Chư Cổ Kinh, và còn giảng một bộ Kim Cương Diệu Điển, đều là giảng tương lai của cái chuyện này. Và trong 100 ngày này vì muốn thân tâm thanh tịnh, ngài đã không ăn cái bất cứ điều thứ gì và miệng của ngài thì nói ra Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh và một quyển nữa đó chính là Kim Công Diệu Điển. Kim Công Diệu Điển là một quyển ghi chép lại những cái điều trong tương lai sẽ xuất hiện. Nó hay ta song sở hay có thể nắm được song sở nắm được mao bì ó, cái xẻ nó Trung Quốc cái cái truyện chữ, truyện thể chữ cái cổ văn à. 哦，那个写双手同时写那个篆字，哦，不简单呐、啊。và đặc biệt hơn nữa là cái người mà được mượn khiếu á là ngài có thể cầm trên tay hai cái bút lông vừa cầm có là cầm một lúc hai cái bút lông mà viết chữ những cái chữ cổ những cái hán tự ngày xưa của Trung Quốc đây là một điều mà người bình thường không thể bao giờ làm được. 嘿，那个写了一对，像最有名的写了一句对联，就是风吹。竹叶龙舞爪，雨打荷花凤点头。哈、哦，他同时写了这一部对联：风吹竹叶龙舞爪，雨打荷花凤点头。và sau đó, người đã viết ra một cái bài kệ rất là nổi tiếng đến tận bây giờ. 对，所以说这就是很奥妙啊。那个他，好、那个。又来显化一百天，来显化一百天，又来讲《弥勒救苦真经》这一部经典。thì đó chính là do Di Lặc tổ sư của chúng ta tiếp tục mượn khiếu để mà viết ra Di Lặc cứu khổ chân kinh, thì chúng ta mới có được cái quyển kinh như ngày hôm nay. 那为什么要讲救苦真经呢？因为他这部经就是要救拔众生的出离苦海，所以说。经文里面就讲是救苦真经啊。Tại sao lại là Di Lặc cứu khổ chân kinh? Các vị có thể nhìn thấy ở trong tên gọi đó có chữ cứu khổ. Cứu khổ có nghĩa là muốn cứu chúng sanh ra thoát khỏi bể khổ của trần gian. 对，因为人生苦不苦？人生有人说很快乐，但是我们毕竟是人生是有生老病死苦啊。那人生是苦乐参半呢、啊。
Cuộc đời con người là sướng hay là khổ? Trong cái sướng cũng có cái khổ, mà trong cái khổ cũng có cái sướng, đúng không ạ? Và con người của chúng ta ai cũng sẽ trải qua bốn cái nỗi khổ lớn, đó chính là sinh, lão, bệnh, tử. Thế,那这个佛法就是告诉我们如何来脱苦、脱离这个苦海的一个方法，就是叫佛法。 Và Phật pháp đến với mục đích giúp chúng ta tìm ra được cái phương pháp thoát khổ. 那我们今生好好修行，将来百年之后都可以往生到弥勒净土，好，就是我们道场说的天佛院，天佛院哈。那chúng ta sau này á cố gắng tu đạo học đạo để khi trăm tuổi về già mất đi chúng ta được trở về Di Lặc Tịnh Thổ. Di Lặc Tịnh Thổ trong đạo trường của chúng ta hay còn được gọi đó chính là Thiên Phật Viện. 嘿，能够，所以我们得到，嘿，得这个三宝哈，名师一指点，可以超生了死，回到天上去。 Và chúng ta cầu đạo đắc được Tam Bảo sẽ giúp chúng ta trở được về Lý Thiên. 那另一种就是您今生，我们不断的诵经，行功立德，累积了很多的福报，那将来的话。 你可以再来到人间，你就可以说是那个带着这些福报来转世，可以享来世福啊。 Đó chính là cái cách mà thoát khổ đầu tiên đó các vị. Còn cái cách thoát khổ thứ hai là chúng ta làm rất là nhiều việc thiện, tạo ra được rất là nhiều phước đức để có được cái phước trong cái kiếp sau, để kiếp sau chúng ta có thể đến trần gian một lần nữa để hưởng những cái phước mà trước đây mình đã từng làm. 所以修道啊，那个我们就是知道人生是苦才会修行啊。但是我们修行的话，将来就可以出离苦海。好，所以诵经很重要，就是可以帮助我们出离苦海。 Chúng ta đều biết được rằng á, chúng ta tìm đến với tu hành để chúng ta thoát khổ. Chúng ta tu hành, chúng ta có được sự tu trì, chúng ta có được sự tu trì ứng dụng của Tam Bảo. Chúng ta vận dụng vào cuộc sống của mình để chúng ta có thể thoát khỏi những cái phiền não trong cuộc sống của chúng ta. 所以说弥勒佛啊很慈悲，他就是要给我们一种，好当下现在马上，立马就可以得到离苦得乐明心见性的法门呐。 Và Đức Phật Di Lặc á, ngài rất là từ bi, ngài truyền cho chúng ta một cái tâm pháp để chúng ta có thể thoát khỏi được những cái nỗi khổ này ngay lập tức. Ngay trong thời điểm hiện tại. 所以说弥勒佛也是给我们这一种经典，而不是像佛经，释迦牟尼佛佛经很多，有84000个法门，有5700种经卷经书，那非常多，你看都看不完啊。 Các vị cũng biết được rằng kinh sách của nhà Phật thì rất là nhiều, 84000 quyển kinh và rất là nhiều những cái phẩm kinh khác nữa, rất là nhiều. Nếu như mà muốn đọc hết kinh thông hết những cái quyển kinh này á để tìm ra một cái phương pháp giúp chúng ta thoát khổ á thì rất là khó. 那所以现在的人啊，我们现在文明时代啊，这个文明人啊，那个可以说是很忙啊，工商社会，所以说我们只要读这一部经典，好，那一门深入，你就可以。 离苦得乐，又可以明心见性了。Và con người chúng ta trong thời kỳ này á rất là bận rộn các vị, mà không có nhiều thời gian để nghiên cứu nhiều kinh điển, nhiều giáo lý như vậy. Cho nên là Đức Phật Di Lặc á đã cho chúng ta một cái quyển kinh ngắn gọn như thế này để chúng ta nghiên cứu. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu thật kỹ, thật sâu một quyển kinh này thôi là có thể giúp cho chúng ta được thoát khổ, đắc lạc. Mà có thể thanh tịnh được thân tâm. Vì我们的生命短暂，时间有限，大家都很忙碌，所以说没办法像以前啊，在那个茫茫大海的这些经文里面去找寻这个修行的法门啊。所以说，弥勒佛告诉我们一个最直接、最快速能够成佛的这个法门。所以说，我们实在是非常感恩弥勒佛。 Trong thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay á, chúng ta quá bận rộn, chúng ta không có nhiều thời gian để tìm kiếm trong vô số, vô vàng những cái quyển kinh điển để mà tìm ra cái phương pháp tu hành. Cho nên là Đức Phật Di Lặc đã chỉ ra, đã viết ra chúng ta một cái quyển kinh để chúng ta có thể tìm thấy được
cái phương thức thoát khổ, cái phương thức tu hành nhanh nhất, trực tiếp nhất, giúp cho chúng ta đạt đến cảnh giới thanh tịnh. Hey, 阿弥勒祖师他的同时大愿有一个心愿，就是要化娑婆世界，把我们这个世界，地球世界变成一个莲花邦，莲花佛国一样。Và tâm nguyện của Đức Phật Di Lặc, hồng nguyện của người đó chính là muốn biến cái thế giới ta bà này thành một liên hoa bang. Hey, 就是处处都有莲花，这个莲花就代表着佛堂的意思，处处都有佛堂，万家生佛啊。Liên hoa bang ở đây đó chính là một cái vườn hoa sen các vị. Mà vườn hoa sen ở đây đó chính là gì ạ? Hoa sen là tượng trưng cho Phật đường. Vườn hoa sen ở đây, liên hoa bang ở đây có nghĩa là đi đến đâu cũng nhìn thấy Phật đường. Nhà nhà đều sanh Phật, nhà nhà đều có Phật đường. 对, 那每个地方, 全世界每个地方都有莲花, 就是每个地方都有绽开莲花, 就是有佛堂, 有法传, 那每个地方都有人, 有众生都可以接近佛堂。啊，来学佛，来学这个，学到佛，那每个人都会变得非常的祥和、和谐、很圆满，让世界圆满。Nếu như mà một thế giới á, đi đến nơi đâu cũng có hoa sen, đi đến nơi đâu cũng có Phật đường, thì chúng sanh đều có thể tiếp cận Phật đường ở quốc gia này, ở quốc gia kia, ở mọi vùng đất, mỗi một vùng miền trên thế giới này đều có Phật đường để chúng sanh được tiếp cận. Thì tâm tánh của mỗi một con người trên thế giới này, trong xã hội này đều rất là hiền lành, đều rất là tốt bụng. Thì cái thế giới của chúng ta sẽ trở thành một cái thế giới hòa bình. Hey, 那弥勒救苦僧经啊，那个第一个可以让我们众生啊了脱这个生死轮回之苦啊。Điều đầu tiên của Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh giúp là giúp cho chúng sanh chúng ta thoát ly khỏi sinh tử. Hey, 那后学可在这边有很多例子来跟大家分享一下。Điểm truyền sư có rất là nhiều ví dụ hiển hóa sự vi diệu của Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh muốn chia sẻ cùng với các vị. 那个像最近我们那个后学听到一个我们学界有一个苏家宏苏讲师啊，他那个。小朋友小孩子在生产的过程之中啊，那个是因为是早产儿啊，那七个月不到七个月就出生了，才840公克哦，他那时候很紧张，很担心这个小孩怎么办。Trong đạo trường của chúng ta có một vị là Tô giảng sư, thì con gái của Tô giảng sư khi mà sinh ra là sinh non các vị, chưa đến 7 tháng là đã sinh ra đời rồi và nặng chỉ có 840 gram mà thôi, chưa đến 1 kg nữa. Hey, 那840公克只像我们一个手掌这么大一个小婴儿而已，那摆在保温箱里面，啊，医生给他诊断又说，又那个肠道都坏死了，哈，那个都发炎坏死，也不乐观，这个小朋友。Một em bé chỉ có 840 gram, chưa đến 1 kg, nó chỉ có thể nằm võng vẹn trên lòng bàn tay của chúng ta mà thôi. Cho nên là em bé đã được đưa vào lồng kính. Và qua cái sự chẩn đoán của bác sĩ, thì bác sĩ mới nói rằng là em đã bị hoại tử đường ruột. Cho nên là trước mắt là tình trạng không mấy khả quan cho lắm. Nên là giảng sư, ta cùng ta gia đình đều rất là lo lắng. Nhưng mà nghĩ, 因为有得到有求过道，知道这道宝贵，就求上天慈悲啦，就是那个送弥勒真经啊，而且在保温箱旁边摆一个那个诵经机，一直一直诵经给这个小 baby 听。Và gia đình của Tô giảng sư rất rất là lo lắng, mà cũng bởi vì do gia đình là những người có cầu đạo tu đạo, biết được sự bảo quý của đại đạo, cho nên là phát tâm phát nguyện trì tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh để hồi hướng cho em bé, và cũng có đặt kế bên lồng kính của em này á, là cái máy phát kinh á, tự động, và mỗi một ngày đều phát Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ở bên cạnh cái lồng kính đó. Ê, 说也奇怪哦，那个，诶，过了几天以后，医生在检查这个婴儿的，诶，肠道坏死的肠道好了，可以吸收牛奶的哈。Và thật là kỳ lạ, cũng có rất là vi diệu. Qua mấy ngày hôm sau thì bác sĩ khi mà kiểm tra đường ruột á, thì mới thấy rằng là cái đường ruột này á,
không có một cái bất kỳ một cái viên thuốc hay là một cái tác nhân tác độc nào cả, mà cái hoại tử đã được chữa lành và em bé có thể bắt đầu là hấp thụ sữa được vào trong người của mình. Và bởi vì do hấp thụ được sữa như vậy rồi á, cho nên là em bé càng ngày càng lớn lớn dần lên. Vốn dĩ một em bé sanh non á, ở trong lồng kính phải ở đủ 100 ngày mới có thể ra khỏi lồng kính. Nhưng mà em bé lại phát triển nhanh hơn những em bé bình thường luôn, chỉ cần đến 80 ngày thôi là đã có thể ra khỏi lồng kính rồi, và hơn thế nữa là có thể được xuất viện nữa. Mà y viện này y sinh, hộ sĩ đều nói, "Ồ, cái này là ưu sinh bảo bảo, ồ, ơi, rất là tốt." Và sau đó, cái người hộ sĩ còn hỏi người chủ giảng sư, "Nói, các bạn tụng kinh là dùng cái hiệu gì để tụng kinh à? Làm sao vậy? Cái này tụng kinh thì trẻ con lại lớn lên tốt như vậy." Và các bác sĩ, các y tá đều rất là khen em bé này, thật sự là một em bé rất là xuất sắc ha. Trước đây chưa bao giờ có một cái em bé nào lại được như vậy cả. Và thậm chí các cô y tá còn hỏi Tô giảng sư rằng là cái máy phát kinh đó là của cái thương hiệu nào vậy, của cái nhãn hàng nào vậy mà lại kỳ diệu và tuyệt vời, có một cái sức mạnh to lớn khủng khiếp đến như vậy. Ai sư giảng sư nói, 他就跟那个医院的医生护理师讲说，没有啦，我们这全家人都在诵经哦，大家一起帮忙诵经做功德回向，哦，那真的是沾到天恩师德，小朋友好起来，那现在这小朋友已经六岁了，很健康活泼可爱，那苏讲师好高兴，真他真的好感动，好感激天恩师德。 Thì tôi giảng sư mới nói rằng á, là đâu có nhãn hàng thương hiệu nào đâu, chỉ là do gia đình của tôi á, rất là phát tâm đều tụng kinh hồi hướng cho em bé, cho nên là em bé mới xin lỗi các vị, mới hồi phục sớm đến như vậy. Sau khi mà em bé khỏe mạnh trở lại á, thì bây giờ là đã được 6 tuổi rồi các vị, rất là dễ thương, rất là năng động. 再讲一个例子啊，那个，有一个爸爸哈，那个他带了一个小孩子，哦，那个到处去求医生看病，因为他儿子得了精神病。Điểm trường sư xin kể với nghe một cái câu chuyện tiếp theo, đó chính là câu chuyện của một người con bị thần kinh, vấn đề về thần kinh đó các vị. Và người cha của cái người con này đã dắt con mình đi chữa trị khắp mọi nơi mà vẫn không thể nào chữa trị khỏi được. Ừ，这就讲到病，刚刚讲生，现在想到病，生病了怎么办？那这个爸爸到处这个精神病的儿子看了七八年，身体都没有改善，哦，那这儿子已经念到大学了哦，嗯，还是一样有常常有出状况。 Lúc nãy là câu chuyện về sinh đúng không ạ? Em bé vừa mới sinh ra đời. Tiếp theo là câu chuyện về bệnh. Thì cái người con trai này á, là bệnh mắc cái căn bệnh thần kinh này á, là 7-8 năm trời. Và thậm chí học lên đại học rồi mà vẫn không chữa trị được cái chứng bệnh thần kinh này. Họ là ta đưa phụ chính, đại đưa ớt lại đạo phổ thẳng, chứ vấn điện thoại sư số, nì mẹ mẹ phong hỏa lăng hồ hải dự mạ sang hào chỉ lại. Và điện thoại sư số, 我们可以帮忙你，你们先求道看看，好，先求道，好，那后来他爸爸带小孩子求道，求完道以后，又马上问典兰师说，啊，求完道是不是就可以好了？那典兰师说没有那么快了，就教他送弥勒真经。 Thì sau đó người cha mới có nhân duyên gặp được một vị điểm truyền sư, và người cha hỏi điểm truyền sư rằng có cách nào mà giúp cho con tôi khỏi bệnh hay không, thì điểm truyền sư mới nói rằng hay là đi đến cầu đạo thử xem sao. Thì sau khi cầu đạo xong rồi á, người cha lại hỏi tiếp, cầu đạo xong là có thể khỏe là có thể khỏe mạnh lại được hả? Thì điểm truyền sư mới nói rằng không có nhanh như vậy đâu, hay là anh đọc Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh đi. Thì那这个，哎，点完师就教他要拿这个弥勒真经给他看，教他怎么样诵经。
哦，跟他讲说每天要送，有时间就送，全家人送回向给你的儿子啊，这样的话，可能不用很久哈，一两个月可能他就会有改善哦，就请他父子两个人回家诵经。sau đó thì điểm truyền sư mới hướng dẫn cho cái vị người cha này cách để mà đọc Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh và nói rằng á, nếu mà muốn cho nhanh á thì cả gia đình cùng nhau đọc để mà hồi hướng cho cái người con trai này, thì cố gắng liên tục đọc trong vòng 1 đến 2 tháng thì người con trai sẽ có tiến triển. 好，那他这个小孩子跟家人都在诵经，诵了一个月后，有一天他儿子突然跟爸爸讲说：“爸爸，我诵经的时候，那只有看到一只那个黑色的大狼狗跑出来，从我身体上跑出来，哦，那个在那个哦那个家的门口那里，但是他还不肯走。” Thì sau khi một tháng đọc kinh liên tục như vậy á, thì đến một hôm khi mà cả gia đình đang ngồi tụng kinh với nhau, thì cái người con trai này mới nói với cha mình rằng á, cha ơi, bỗng nhiên con thấy một cái con sói màu đen rất là to lớn từ trong người của con chạy ra và nó đang đứng ở trước cửa nhà mình á, nó không có chịu đi. Ừ, nên bà rất là khẩn trương, rồi đi điện thoại hỏi cái người điển hoán sư, "Chuyện gì vậy?" Điển hoán sư nói với ông ấy, "Đó là con sói của ông ấy, vì ông ấy tụng kinh có ánh sáng Phật, 有的正能量，他就把他这个冤亲债主从身体里逼出来了。那你儿子是不是有比较正常了？他说爸爸说对，有比较正常了。那点完是说，那你还要继续诵经。Và cái sự việc như thế này á, làm cho người cha phải lập tức gọi điện thoại đến hỏi điểm truyền sư. Thì điểm truyền sư mới nói rằng á, đó chính là oan gia trái chủ của người con trai. Bởi vì khi chúng ta đọc kinh á, là trên đầu của chúng ta sẽ có hào quang, chúng ta có chánh năng lượng. Và chính cái nguồn chánh năng lượng này đã đẩy oan khiên trái chủ đi ra bên ngoài. Và có phải rằng sau một tháng nay là sức khỏe của người con trai của anh có tiến triển tốt hơn một chút đúng hay không? Thì người cha mới nói là đúng rồi. Thì điểm truyền sư mới khuyên là cả gia đình nên tiếp tục đọc kinh. Nên gia đình cho chi phí xong kinh. Cho xong rồi hảo chỉ cơ yê. Họ nà gờ xào ai xô. Bà bà nà gờ đà lãng cầu ịnh bù chênh lờ, xào sư bù chênh lờ. 而且他儿子已经恢复正常了，都已经健康正常了。Và cứ như thế gia đình của họ tiếp tục đọc kinh đến những rất là đến vài tháng sau. Và sau vài tháng đó thì một hôm người con trai mới nói với cha của mình rằng á, cha ơi, cái con chó sói đứng trước cửa nhà mình á, nó đi rồi. Và thật sự là sức khỏe của người con trai đã bình phục trở lại, trở thành một người bình thường, không như trước đây nữa. 所以说这个诵经很有效，活佛老师就跟我们讲说，那每天哦，你诵经几遍，好，那个至少要三遍以上，好，这样长期来诵的话，你那个人生不如意不顺利的话都可以改善，好，那你渐渐越诵经的话，你眼前的这个烟雾就越渐渐就消失了。cho nên hòa Phật lão sư mới nói rằng cái việc tụng kinh á rất là hiệu nghiệm.Chỉ cần chúng ta mỗi một ngày trì tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ba biến trở lên thì những cái điều không như ý, những điều khó khăn trắc trở trong cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng ít lại và sẽ giúp cho chúng ta có được cái cuộc sống thuận tiện hơn, thuận lợi hơn rất là nhiều. Hey, 如果你那个长官啊，老板，公司老板对你不好，那你就诵经回向给他，那公司老板就会啊，那个改善对你的那个态度。Ví dụ như là ông chủ quản trong công ty mà có đối xử không tốt với mình á, thì mình cũng đọc kinh hồi hướng cho họ, thì họ sẽ có những cái sự thay đổi trong cách đối xử đối với mình. 哎，真的有效哦。后学就是有试过，因为几年前后学公司的那个经理啊，对后学啊，突然不知道怎么搞，他就很刁难。我们做什么事情他都有意见，都有刁难。那写一封信。给外国人的，他也有很多意见哦。那个一封信就要改来改去，改好多次哦，那真的是很烦恼。后来就他想到说诵经回向给他，诵经回向给他以后，他就不再刁难了。Thì bản thân của điểm truyền sư cũng đã từng có kinh nghiệm qua cái vấn đề này. Trước đây là mấy năm trước á, trong công ty, giám đốc công ty á, là có một thời gian á, là không biết như thế nào nữa, rất hay làm khó dễ điểm truyền sư. Kêu điểm truyền sư viết một cái email gửi cho khách hàng ở nước ngoài mà cứ bắt phải sửa đi sửa lại rất rất là nhiều lần. Và bản thân của điểm truyền sư cũng cảm thấy, cũng không hiểu là lý do vì sao như vậy. Cho nên là điểm truyền sư đã tụng kinh hồi hướng cho
giám đốc đó, thì một khoảng thời gian tụng kinh sau thì cái vị giám đốc này không còn như vậy nữa. Ừ, giáo sư đã giảng qua, 家里有问题的话，你可以诵经。如果像小孩子不乖哦，不认真念书，你也诵经回向给他，他就会改变了。Và Hoàng Phật Lão Sư cũng có nói trong gia đình của mình nếu như có cái vấn đề gì mà mâu thuẫn, bất hòa hay là con cái mình không ngoan, không chịu học, mình cũng có thể tụng kinh cho con cái của mình. À, 如果夫妻两个整天那个吵架、打架、吵吵闹闹的，不和谐、不圆满啊，那个老公可以诵经给老婆，老婆也可以诵经给老公，这样就会家庭就会互相，夫妻两个就会越来越和好了。Và trong gia đình nếu như mà vợ chồng hay lục đục hay cãi cọ hay mâu thuẫn qua lại á, thì cũng có thể tụng kinh, chồng tụng kinh hồi hướng cho vợ hoặc là vợ tụng kinh hồi hướng cho chồng, thì cái mối quan hệ tình cảm vợ chồng cũng sẽ được cải thiện. Phụ mẫu chín, 如果身体不好，你也可以诵经回向给父母亲，这是一个敬意，我们的一个孝顺的心，帮他消业障，让他可以那个减轻他的病苦啊。À, nếu như mà trong gia đình cha mẹ sức khỏe không được tốt á, mình cũng có thể làm một phần chữ hiếu, chọn tận cái chữ hiếu của một người con á, mình có thể tụng kinh hồi hướng cho cha mẹ, cầu mong sức khỏe của cha mẹ sớm ngày được hồi phục. Tôi再举一个例子，我们那个慧德佛堂有一个学妹啊，一个季姐秋霞哈，她就是那个很孝顺爸爸，可是她爸爸身体不好。哦，常常进出医院，哦，常常都紧急急诊，要挂急诊去医院。那他就常请后学帮他写回向表文，他财施多少钱多少钱，那做功德回向给爸爸。啊，ở Phật đường Huệ Đức có một chị tên là chị Thu Hà, thì chị là một người con rất là hiếu thảo, nhưng mà bố của chị này á lại thường xuyên có vấn đề không tốt về mặt sức khỏe. Phải nhập viện rất là nhiều lần. Và chị này đã đến gặp điểm truyền sư, nhờ điểm truyền sư viết biểu văn hồi hướng cho ba của mình. Chị bằng lòng làm tài thí, bỏ ra bao nhiêu tiền đó để hồi hướng công đức cho cha. Và làm như vậy rất rất là nhiều lần mà cha của mình vẫn có thuyên giảm, nhưng mà vẫn không thể nào mà hoàn toàn bình phục được.慧觉看他很孝顺，每一次父亲进住医院，住院的话，他就才拿钱来要慧觉写一张表文回向。慧觉说：“你也只有一份工作，赚钱也不多，这样子下去不是办法。”那他问慧觉说：“那有其他方法吗？可以救他爸爸吗？” Thì mỗi lần mà cha nhập viện như vậy á, thì chị lại đến gặp điểm truyền sư để làm tài thí và nhờ điểm truyền sư viết biểu văn. Và điểm truyền sư nhìn thấy cái tấm lòng hiếu thảo của chị như vậy á, cũng rất là xót xa. Bởi vì đi làm có một công việc thôi, tiền kiếm được mà cũng không có nhiều. Mà mỗi lần mà tài thí như vậy á, thì đây cũng không phải là cách làm lâu dài được. Thì chị mới hỏi điểm truyền sư là, vậy thì điểm truyền sư ơi, còn cái cách nào nữa hay không? Thì hồi nãy cô gái nói, 哦，那个又不花钱，又不耽误你工作，你有时间的话，你就诵经回向给你爸爸。哦，那他就说好，他就开始诵经，每天都诵好几十遍这样的。他因为他很希望他父亲马上出院，身体好起来。Thì điểm truyền sư nói rằng hay là thử đọc kinh xem như thế nào. Đọc kinh thì không có tốn tiền mà cũng không làm ảnh hưởng tới công việc và cũng không có mất quá nhiều thời gian. Thì chị này mới nói rằng dạ được. Và thế là bởi vì muốn cho cha của mình mau chóng khỏi bệnh, cho nên là mỗi một ngày chị đều tụng kinh mấy chục lần, mấy chục biến như vậy. Na Hou Yuan jide ta na ge zai yi ge duo li bai jiu song le 1000 duo bian, ran hou zai jia shang na ge Phật tang de Huệ Đức Phật tang de xie xue jie xue mei bang ta song jin, a na ge 700-800 bian, han jia qiao jiu 2000 bian, Hou Yuan jiu bang ta xie hui xiang biao wen, qing xian Phật qi bei, hui xiang ge ta ba ba, xiao yuan jie nie. Và điểm truyền sư có nhớ là sau đó hơn một tuần bản thân của chị đó tụng kinh cộng với lại sự giúp đỡ của các chị em ở trong Phật đường Huệ Đức tụng kinh cộng lại là khoảng 1000 biến, tổng cộng là 1000 biến. Thì điểm truyền sư đã viết cái biểu văn hồi hướng công đức 1000 biến này hồi hướng lại cho cha của chị.
哎，这个表文一烧上去哈、哦，结果三天后他爸爸就出院了，他好高兴，打电话跟后学讲，真的好有效，送弥勒真经的感应非常的迅速啊。Và khi mà biểu văn được đốt dâng lên sau đó 3 ngày, chỉ sau đó 3 ngày thôi thì cha của chị ấy đã được xuất viện và chị ấy vô cùng vui mừng gọi điện thoại báo cho điểm truyền sư biết rằng á, điểm truyền sư ơi, tụng kinh thật sự rất rất là hiệu nghiệm. Hey, 那后学跟他讲说，你可以把弥勒真经背起来，每天诵，每天诵，只要 你那个行住坐卧有时间，你就可以随时随地都可以诵经，那回做回向，那他就这样子做，结果他爸爸从那一次以后到现在已经好多年都没有再进医院了。Và điểm truyền sư từ bi có nói với chị ấy rằng á, hay là học thuộc cái quyển kinh này đi.Để khi mà mình đi đứng nằm ngồi bất kể nơi đâu á, mình cũng có thể trì tụng kinh này được. Và một khi mà mình trì tụng kinh xong, mình có thể hồi hướng cho cha mẹ của mình. Và quả thật, từ đó trở đi á, thì chị đều tụng kinh hồi hướng cho cha của mình. Và kể từ đó, cha của chị ấy không có nhập viện lại thêm một lần nào nữa. Thì, nà, nó cần nói rằng, cái cơ sân bình, hả, nó cơ sông kinh hữu hiệu. Nó xin hồi hồi đã giảng, lần quay không được sở hữu,如果你受惊的话，也是那个会很安详的离开，不会折磨你啊，送医院啊，又开刀，又那个开肠破肚啊，那个，那个全身都挂了一堆的那个插了一堆的管子啊，不用这样子的。你只要诵经的话，你就可以走得很安详自在。Đó chính là những cái ví dụ mà điểm truyền sư chia sẻ về sinh nè, về bệnh nè.Và cái sự hiểu nghiệm của việc tụng kinh là như thế nào. Tiếp theo nữa đó chính là tử. Về cái phương diện này á, thì điểm truyền sư chia sẻ khi mà một người ra đi á, nếu như mà có tụng kinh hoặc là có người trợ tụng trợ niệm kinh thì họ sẽ ra đi rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Bởi vì có một số người á, họ chết nhưng mà họ chết trong bệnh viện. Trên thân thể của họ cắm biết bao nhiêu là tim kim, ống chích,dây nhợ chằng chịt và ra đi rất là đau đớn. Còn nếu như một người mà họ có trì tụng kinh hoặc là có được người trợ niệm kinh thì họ sẽ có những cái chết rất là nhẹ nhàng và thanh thản. Thì, 那后学父就举后学父亲的例子来讲，后学父亲到了晚年，好七十几岁，那时候他有糖尿病，身体很虚弱，而且眼睛哈受到糖尿病影响哈，那个看不到，走路不方便。那他想说。不来佛堂的话怎么办？就在家里诵经。他每天就一直诵经诵经。哎，那这样的话，他都自己会把经都背起来，这样一直念一直念。那结果有一天他归空的时候，睡在床上就很自然就走了啊，都没有任何的病苦啊。我们觉得说这也是天恩师德啊，弥勒祖师的很慈悲啊。Điểm truyền sư xin được chia sẻ câu chuyện của cha mình. Cha của điểm truyền sư vào năm 70 mấy tuổi.Là sức khỏe cũng đã rất là yếu và do trong người có bệnh tiểu đường và do bệnh tiểu đường cho nên là ảnh hưởng đến mắt của cha không có nhìn thấy rõ được đường cho nên là đi lại cũng rất là bất tiện không thể nào mà đến Phật đường được thì cha chỉ còn cách là tụng kinh ở nhà tụng kinh mà thôi thì trải qua một khoảng thời gian sau đó thì cha của điểm truyền sư đã quy không qua đờivà nằm ở trên giường ra đi một cách rất là nhẹ nhàng thanh thản thì điểm truyền sư và con cháu cảm thấy rất là cảm ơn thiên ân sư đức đã cho cha mình có được một cái chết ra đi mà nhẹ nhàng viên mãn như vậy. À, 所以说我们只要一心念佛啊，那人要归空的时候，临命终时，人要死的时候，弥勒佛就会来接引我们，莲花化身，莲花化身。我们就自然而然就随着弥勒佛就带我们回到那个弥勒净土去了，这是真千真万确的。Chỉ cần chúng ta tu hành, chúng ta có tụng trì, trì tụng kinh điển, thì sau khi mà chúng ta mất đi á, Đức Phật Di Lặc sẽ đến dẫn dắt linh hồn của chúng ta, sẽ đem hoa sen để mà hóa thân chúng ta và đưa chúng ta trở về nơi của người. 那我们在讲弥勒真经，也可以让帮助我们哦。那个工作顺业，工作顺利啊，事业腾达啊，哦，那个后学再讲个例子。Và Di Lặc cứu khổ chân kinh cũng có thể giúp cho chúng ta có được một cái công việc thuận lợi, sự nghiệp phát đạt. 那有一个道亲啊，他那个有一个女儿啊，那个大学毕业要准备考试，那个
他有一天那个这个妈妈就带着女儿去见点传师，那点传师说你女儿这么聪明，可不可以帮我那个电脑打 PowerPoint 档打字啊，我有一些讲题，你刚好现在没有工作，可以帮我打字吗？他说，他女儿说可以，我可以帮忙点传师。Thì điểm truyền sư muốn kể cho các vị nghe một cái câu chuyện giúp cho công việc và cái sự nghiệp của chúng ta phát đạt phát triển như thế nào ha. Thì có một câu chuyện như thế này, có một cô gái, cô này đang chuẩn bị thi công chức, thi vào hải quan. Thì có một hôm mẹ của cô dắt cô đến Phật đường gặp điểm truyền sư, và điểm truyền sư nhìn thấy cái cô gái này mới nói rằng đây là một cô gái rất là thông minh, có thể nhờ cô giúp điểm truyền sư đánh máy trên PowerPoint được hay không. Thì cô đồng ý và nhận làm cái việc này. Thì nó là mẹ mẹ nói cái con gái à, nó cái rất nguyện ý giúp đỡ điểm truyền sư à, nhưng mà vì con gái phải chuẩn bị thi thử à, phải thi cái cửa hàng hải quan Hà Nội. Vì chúng ta biết Hà Nội, Hà Nội là một thành phố lớn, nhưng mà phải vào cái cửa hàng hải quan công gia cơ quan không dễ. Nên cái người điểm truyền sư cũng rất là từ bi, à, nói con gái đã rất là giúp đỡ tôi, à, cái làm cái tài liệu à, à, nên点完师就发心诵经108遍，回向给他女儿，让他女儿能够祝福他女儿能够考试顺利呀、啊。Và người mẹ có nói với lại điểm truyền sư biết rằng đó là con gái của người này là đang chuẩn bị thi công chức vào bộ phận hải quan của thành phố Hà Môn, mà thành phố Hà Môn là một cái thành phố rất là lớn, mà muốn được bước vào trong một cái cơ quan nhà nước làm như vậy á, thì phải có cái tính cạnh tranh rất là khốc liệt, không phải ai cũng có thể thi đậu được vào cái cơ quan này. Thì điểm truyền sư mới muốn đền đáp cái sự giúp đỡ của cô gái này á, nên đã phát nguyện đọc 108 biến Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh để hồi hướng cho cô ấy. 嗯，那因为这个考海关很难，因为海关是一个很好的工作，待遇也很好，每个月可以有好几千块美金的收入，哦，对于大陆人来讲，哦，是很好的工作。那，结果点完是诵经以后，他女儿过了两个月放榜出来，真的考上了，他妈妈好高兴哦，说到这么宝贵啊，那对嘿，那个念弥勒真经这么有效。Và các vị cũng biết được đó là cái công việc hải quan của Trung Quốc đó, ở thành phố Hạ Môn đó, là một cái công việc mà nhiều người mơ ước, bởi vì được làm ở trong cơ quan nhà nước nè, lương cao mà đãi ngộ lại tốt nữa, cho nên là ở Trung Quốc là ai cũng mong muốn được vào trong cái cơ quan này để làm, và không phải ai cũng có thể thi đậu được. Thì khi mà điểm truyền sư đọc kinh hồi hướng cho cô gái này xong, cô ấy thi xong sau 2 tháng có kết quả, thì quả thật là cô đã trúng tuyển và thi đậu vào hải quan, và điều này làm cho cả gia đình của cô rất là vui mừng, và mọi người đều thực sự là công nhận cái sự hiệu nghiệm của việc tụng kinh nó có một sức mạnh to lớn như thế nào. Hey, 那如果诵经的话也可以改善我们的生活身心状况，身心有问题的话，那比如说后学在前几年哦，我常常跟越南道亲来台湾工作，越南道亲讲课啊，那个有一个道亲下了课，他就很苦恼，他就问后学说：“点传师，我白天工作好累啊，但是晚上都睡不着觉，怎么办呢？都失眠，没办法睡觉。”Thì ngoài ra đọc Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh còn giúp chúng ta có thể thay đổi được thân thể, sức khỏe và trạng thái tâm lý của mình nữa. Điểm truyền sư xin kể quý vị nghe một số câu chuyện là mấy năm trước. Điểm truyền sư có nghe được câu chuyện của một số vị đạo thân người Việt Nam mà đi đến Đài Loan làm việc. Bởi vì do làm việc nhiều á, là họ thường hay bị mất ngủ và không thể nào mà có thể có được một cái tinh thần tỉnh táo để làm việc được. Nên các bạn không biết à, một người ta ngủ không được giấc, thật sự là một chuyện rất là khổ, rất là đau khổ. Chuyện đó, buổi sáng 2-3 giờ thì tỉnh rồi, kết quả phải đợi đến khi sáng mới ngủ được. Lúc đó, và cả ban ngày công việc 压力哈、哦，那个又很吃力哦，很不容易啊，这样子。Chúng ta cũng biết được rằng một người mà bị mất ngủ, ngủ không có đủ giấc là nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều vấn đề. Mà một khi mà ngủ thì nó không có được ngủ ngon giấc, ngủ đến khoảng tầm 2-3 giờ là thức dậy, mà thức như vậy đến sáng luôn, thì sáng ngày hôm sau làm sao mà có đủ tinh thần để làm việc? Mà công việc thì rất là nhiều, rất là áp lực, cho nên là họ đã trải qua những cái năm tháng rất là khó khăn.
那后学以为只有他一位，然后那我上研究班的时候就问大家还有没有其他人睡不着觉，哎，一个研究班里面四五十位就有五六位哦，有五六位班员都举手说他晚上都睡不着觉。点住书都到啦，自己莫费电钱咯，未乜脑胎，哎呀，就莫个粒合。À, nghiên cứu lớp nghiên cứu của người Việt á, điểm truyền sư xin hỏi các muốn hỏi lớp các vị lớp viên là có ai bị mất ngủ hay không, thì điểm truyền sư mới phát hiện ra rằng là trong một cái lớp học khoảng tầm 40-50 vị như vậy thì có khoảng 5-6 vị tiền hiền người Việt Nam của chúng ta là bị mất ngủ. 大家要了解，这个晚上睡不着觉就是一个警讯，就是有冤亲债主来给你干扰哦，让你睡不着觉。如果一般没有冤亲债主干扰的话，一般人是可以一觉到天亮的，是正常的。Và các vị chúng ta phải biết được một điều rằng á, khi mà chúng ta bị mất ngủ hoặc là bị khó ngủ á, là đây chính là một cái sự điềm báo cho chúng ta biết được rằng chúng ta đang bị oan khiên trái chủ đến quấy phá hoặc là đến để mà đòi nợ. Đó. Còn người bình thường nếu như mà không có oan gia trái chủ á, thì họ chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ được liền.所以说睡不着觉这一定是、哦、冤亲债主在讨报、哦、我就叫他们送一定要送弥勒真经，诶，那个送完以后那个过了一段时间那个道清阿怀他就跟我讲说，下一次研究班他就跟我跟后学讲说，等下是送经好有效哦，我每天送经、哦、那个晚上送经半个小时到一个小时，那就睡得很好。如果那一天工作太累，我就不想送经，忘记送经了，结果晚上反而都睡不着觉。Thì trải qua vài tháng sau á, khi mà gặp lại cái vị tiền hiền đó, thì cái vị tiền hiền đó mới nói với điểm truyền sư rằng á, điểm truyền sư ơi, tụng kinh thật sự là rất là hiệu nghiệm, rất là hiệu quả. Mỗi một ngày con đều tụng từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, con ngủ rất là ngon. Cái hôm nào mà công việc quá mệt, quá vất vả, con không muốn tụng kinh nữa, thì ngày hôm đó con không có ngủ được. Này, 所以说这就是诵经可以马上让你解除这个痛苦烦恼、哦、那你看后来那个后学、去年也是问那个正月佛堂，彰化正月佛堂一间道亲也是问他们，也有好几个有乾道坤道都举手说他睡不着觉，后学也是请他们送弥勒真经，然后送完真经后来 到了下一次后学再去佛堂办道的时候，那乾道跟后学讲说，哎，很有效，他那个那乾道说他晚上都可以睡着觉了。Điểm truyền sư cũng có đến một cái Phật đường khác của người Việt nữa, đó chính là Phật đường Chánh Dược ở Chương Hóa. Thì cũng có rất là nhiều các vị đạo thân Việt Nam nói với điểm truyền sư rằng là họ bị mất ngủ, họ không có ngủ được. Thì điểm truyền sư mới hướng dẫn cho họ cái phương pháp tụng kinh, đọc kinh này. Thì một vài tháng sau họ đều nói với lại điểm truyền sư rằng là điểm truyền sư ơi, hiệu nghiệm quá, bây giờ là hậu học có thể ngủ được rồi. Bởi thế cho nên mới nói rằng đọc kinh là giúp cho chúng ta có thể lập tức có được một cái sức khỏe tốt, lập tức cho chúng ta có được hiệu nghiệm ngay tức thì. 所以说我们济公老师就说，我们送弥勒真经可以消冤解孽。Cho nên Đức Hoàng Phật Lão Sư mới nói rằng tụng kinh có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng. 你看那个有的人哈，那个诵经的时候，老师就说他嘴里吐出来那个气都是金色的，那他这样的话身体怎么会不好呢？Và Hoàng Phật Lão Sư cũng nói những người mà thường xuyên đọc kinh á. Thì cái khí của họ khở ra nó có màu vàng. Thì các vị thử nghĩ xem, nếu như mà một người như vậy á, thì sức khỏe của họ làm sao mà không khỏe mạnh được đây. 所以说我们要身体健康就一定要每天诵经，这样的话一定保你那个平安。Cho nên chúng ta muốn có được một cái sức khỏe tốt thì chúng ta nên thường xuyên tụng kinh nha các vị. Tụng kinh sẽ giúp chúng ta được khỏe mạnh, sẽ giúp chúng ta được bình an. 后学也是每天都诵弥勒真经。Và bản thân điểm truyền sư mỗi một ngày cũng đều trì tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. À, có chuyên nhân, có chuyên nhân cùng hậu duệ nói, "Hẳn mạng à, nào có thời gian tụng kinh." Hậu duệ lấy hậu duệ ví dụ cùng họ chia sẻ. Hậu duệ không phải bằng bạn mạng mà bằng bạn còn mạng. À, na điểm truyền sư, à, cái ngày mỗi ngày lái xe thì tụng kinh, làm việc, 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 làm Có một người nói với điểm truyền sư rằng trời ơi con bận lắm, làm gì mà có thời gian tụng kinh đâu. Thì điểm truyền sư mới nói với cái người này rằng anh bận cách mấy cũng không bận bằng việc điểm truyền sư đâu. Và bản thân của điểm truyền sư vẫn có thể tụng kinh mỗi một ngày, tranh thủ cái thời gian mà lái xe trên đường đi đến công ty làm việc,
hoặc là đi đến Phật đường, hoặc là lên đi làm, hoặc là đi về nhà, thì trên những cái quãng đường đó điểm truyền sư vừa lái xe vừa đọc kinh, và một ngày có thể đọc được 30 lần Như Lai Cứu Khổ Chân Kinh. 对，那所以后学的话，都利用时间，忙里偷闲，有时间的话，开车就不要听音乐，不要听新闻，然后就专心诵经，哦，把经背起来，这样后学一年就诵10000遍，10000部弥勒真经。 Ai cũng bận rộn cả các vị, nhưng mà điểm truyền sư luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi của mình á, để mà tụng kinh. Trên đường lái xe á, thì mình đừng có nghe nhạc hoặc là mình đừng có nghe tin tức, mà mình tận dụng cái thời gian đó để mình tụng kinh. Và tụng kinh như vậy trong một năm, điểm truyền sư có thể tụng được hơn 10.000 biến, 10.000 lần Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. 后学啊，这几年来哈，都一直在诵经，从106年开始。 一直到现在，哦，就是西元2017年开始，到现在2021年哈，4年间诵经应该已经有哦，差不多有3-4万遍了。 Và điểm truyền sư đã duy trì cái thói quen này từ năm 2017 đến năm 2021 này là đã được 4 năm rồi các vị, và tổng số lần tụng kinh trong 4 năm này có thể là đã được 30 hoặc là 40 ngàn rồi. 那大家也可以来学习诵经，大家一起来诵经啊，让我们的前途会更光明啊。那可以，就像老师讲的啊，那你前不然每个人都坎坎坷坷，很多的颠颠簸簸，很多障碍呀，哦，前面的大石头很多。那如何要去掉那些大石头？就是要靠诵经的这个弥勒佛祖师的这宏慈大愿的加批，把这个障碍给拨开，拨灵，让大家拨云见日。 Tiên Phật có nói rằng cuộc đời con người của chúng ta phía trước con đường đi có rất là nhiều đá ngăn chặn bước chân của mình, đá lớn đá nhỏ rất là nhiều, gập ghềnh bấp bênh cũng rất là lớn. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái này đây? Chúng ta nên dựa vào việc đọc kinh các vị. Tiên Phật nói rằng đọc kinh sẽ giúp chúng ta gạt bỏ đi những cái phiến đá to nhỏ này ra khỏi đường đi. Và với hồng từ đại nguyện của Đức Di Lặc Tổ Sư, Di Lặc Tổ Sư rất là từ bi, Di Lặc Tổ Sư sẽ giúp cho cái tiền đồ của chúng ta ngày một sáng lạn. Hey, 后学在最后再举一个例子，如何消冤解孽，可以用弥勒真经可以帮助我们消冤解孽。 Và điểm truyền sư xin lấy một cái ví dụ cuối cùng để chia sẻ cùng với quý vị phương pháp để giúp chúng ta tiêu trừ đi nghiệp chướng. 那在前几年呐，那个红光大学有一个学妹啊，一个方密会芳姐，她那晚上睡觉的时候，睡在佛堂里，那个都会感觉到有人扯她，不是一下抓头发，一下就拉她的脚，拉她身体，有时候把她身体都拉到床下去了，实在在床上好好的，结果被拖到床下去，她都好害怕，每次睡觉都好害怕，好紧张。 Ở trường đại học Hồng Quang á, có một bạn tên là Phương Mật Quế. Thì bạn này mỗi một buổi tối ngủ á, đều không có ngủ được yên giấc. Bởi vì có lúc á, thì bị người ta nắm đầu, có lúc thì bị người ta nắm tay, nắm chân, kéo tay, kéo chân, thậm chí là kéo lôi thẳng xuống giường luôn. Lúc đầu á, là đang nằm ở trên giường rất là bình thường, nhưng mà khúc sau lại bị lôi kéo xuống dưới gầm giường. 那他的这个学姐啊，大家也知道，这可能是冤亲债主找上门了，啊，就那学姐就跟那个冤亲债主讲说，你不要躲闪，你有什么问题的话你就讲啊，你不要这样子那个好欺负这个学妹啊。Thì các chị ở cùng trong một khóa thực đoàn đó mới nhìn thấy cái cảnh tượng này, biết được rằng đây là sự quấy phá của oan gia trái chủ, cho nên là mới nói với lại cái vị đó rằng á, là có gì thì nói ra đi, đừng có đến mà quấy phá cái người em này nữa. 那个冤亲债主就派一个代表借着那个学妹闭着眼睛拿纸笔，他用纸笔用笔写在纸上，说他前世这个坤道这个方姐他当官呐，误判把他们十几个人。 判得太重，罪不该死，都判死刑，他们不甘心要来讨报。
Và cái người nè, cái người con gái này á, cái cô này á, dường như là hình như là bị oan gia trái chủ nhập vào trong người luôn rồi á. Thì các chị ở trong Phật đường mới lấy một cái tờ giấy và cây viết ra để cho người này viết. Thì khi mà viết ra thì kể lại cái câu chuyện tiền kiếp của cái cô này, là trước đây là làm một cái chức quan rất là lớn, và khi mà làm quan là đã phán xử cái tội chết cho một nhà, cho một gia đình đó là mười mấy mạng người, và người ta đáng lý là không phải mang cái tội chết này đâu, mà cuối cùng là bị xử trảm và bị chém hết cả gia đình như vậy, cho nên là họ không có cam tâm và họ muốn đến đây để mà trả thù cái người con gái này. 那这个冤亲债主，诶，要什么功德呢？这个他们学姐就问这个冤亲债主啊，说，那你们你要他。 做什么功德回向给你呢？那冤亲债主说，要至少度300人的功德给他们。 Thì các chị trong Phật đường, các vị tỳ hiền trong Phật đường mới hỏi oan gia trái chủ rằng là muốn bao nhiêu công đức để mà hồi hướng đây. Thì các vị oan gia trái chủ mới trả lời rằng là phải độ 300 người để hồi hướng cho họ. 那学姐就跟他们这个冤亲债主谈判说，现在人很难度啊，能不能少一些啊？100个人我们怎么度得到呢？要度好几年都度不到啊。 Thì các vị tiền hiền mới nói rằng á, bây giờ rất là khó độ người, 300 người là một cái con số quá lớn, chắc là phải độ hết mấy năm mới có thể độ đủ được cái số lượng này. 那这个冤亲债主他们就讨论了一下，又派那个代表来跟那个学姐讲说，那不然就200人好了。 Thì sau đó mới thảo luận nói với lại oan gia trái chủ là 200 người được hay không. Nó xue jie suo 200 ren hai shi tai duo le, na ren bu hao du a, neng me zai shao yi xie. Na yuan xin zai zu ta men you qu gou tong yi xia, na ge dai biao you lai jiang le, suo 100 ren. Bởi vì là oan gia trái chủ là mười mấy người rất là nhiều mà. Thì sau khi mà họ đưa ra con số 200 rồi á, thì các vị tiền hiền á, mới trong Phật đường mới nói rằng 200 cũng còn quá nhiều, có thể giảm xuống nữa được hay không. Thì sau khi mà họ bàn bạc xong sau rồi, bàn bạc xong rồi á, nói là 100 người. Này, nói chuyện rồi, hay là thay đổi, nếu mà sẽ xảo ý chứ. Nguyên chính tại rồi, thầm mình yêu thảo luận ý chứ, yêu phải là cái đại biểu lại số, sẽ đá 9折, 90 位, bất nâng sẽ xảo lợi. Thì các vị tiền hiền ở trong Phật đường mới nói rằng 100 cũng còn nhiều quá, có thể giảm bớt nữa được hay không. Thì sau khi thảo luận xong thì có một vị đứng ra đại diện nói rằng bây giờ xuống đến cái con số thấp nhất là 90, không thể nào mà xuống được nữa, độ phải độ 90 người. Rồi, na那个后来他们学姐又跟冤亲债主讲说，90个人哦，度也要很久时间哦，那你们要等很久。 那我们可不可以用这个渡人也是法师功德，诵经也是法师功德，能不能用诶诵弥勒真经的功德来回向给你们？ Thì các vị tiền hiền ở trong Phật đường mới nói rằng là 90 người như vậy thì cũng rất là nhiều, cũng phải độ một cái khoảng thời gian rất là lâu, mà đi độ người là công đức pháp thí, vậy thì có thể dùng cái phương thức pháp thí khác là tụng kinh để thay thế được hay không? Có thể nhận công đức của việc trì tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh được hay không? À, nên Nguyên Chính Tại Chủ, sau này, lại, thảo luận một chút, rồi phái đại biểu về lại, giảng, nói, có thể, nên, nhưng, mà, đối một người, phải, bằng, tụng 10 bản Mi Lê Chân Kinh cho họ. Thì An khuyên trái chủ sau khi mà thảo luận bàn bạc xong rồi á, thì mới đưa ra quyết định là họ đồng ý, nhưng mà một người á thì sẽ bằng với lại 10 lần Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. Ê, na, tổng cộng là xong 900 biên kể thăm mình. Ê, na, thăm chú kỳ, chê cơ, hò, chê cơ case chú kỳ, chê tẩy số xoan sư nà cơ, hò, kể thá 900 biên miếng, miếng dân nhân công thì thăm chú, chú sư yào dâm mà tố, yên mà thăm y chuyển lần, chú yào 900 biên. Cho nên 90 người là bằng với lại 900 lần đọc Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh, chỉ cần trì tụng đủ 900 lần Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh thì họ sẽ không đến quấy phá nữa, bởi vì là rất là nhiều người mà, cho nên là phải cần cái số lượng tụng kinh nhiều đến như vậy. Tâm Xuyên Chị cho đáp ứng rồi, 可是那冤亲债主说，你们答应不行，要有一个见证人。 Thì các vị tiền hiền ở trong Phật đường á, các người chị khác là đã đồng ý rồi, nhưng mà oan gia trái chủ vẫn không chịu. Các vị này mới nói rằng á,
các người đồng ý không vẫn chưa đủ, phải có một người đứng ra đảm bảo bảo lãnh mới được. 对，因为原先在主怕他们讲话不算话，那个他们学姐就说，那不然，最近有法会，我们到法会的时候再请好典传师来作证来见证，跟大家好大家来确认这件事情。那原先在主说好。 Thì sau đó các vị tiền hiền mới nói rằng là sắp tới là có pháp hội. Thì khi mà đến pháp hội sẽ nhờ điểm truyền sư đứng ra làm người là bảo đảm, bảo lãnh có được hay không. Thì oan gia trái chủ đã đồng ý. 对，后来那个在那个北玄公开法会的时候，彰化北玄公开法会的时候，那个哎到了下午，哦，那个第一天下午，那冤亲债主真的来了，那个方姐她就躺在床上。 那个我们典韩师就过去跟他沟通，哦，那他就用纸笔来写，哦，写一些事，好，那让我们了解这个事情的来龙去脉。 Thì ngày hôm đó cũng là pháp hội diễn ra, đến buổi chiều ngày pháp hội đầu tiên thôi là An Gia Trái Chủ đã đến rồi. Và một khi mà An Gia Trái Chủ đến á, thì cái người con gái, cái cô bé đó là bắt đầu là không có đứng được, là phải nằm dài trên giường và điểm truyền sư phải lấy giấy bút đến để cho cô gái viết ra cái câu chuyện này là như thế nào để kể cho điểm truyền sư nghe. Mai Hậu Xuyên 就跟他讲说，那你们愿意接受诵经功德 ，OK？ 那可是他们学姐帮你们做可以吗？因为光一个方姐她一个人要诵那么多经，可能要很久时间。那他们，那原先债主说 OK， 没问题，大家坛主道亲学长姐来帮忙都没问题的。 Thì điểm truyền sư mới hỏi rằng á, nếu như mà tụng 900 lần mà bản thân cái cô gái này đọc 900 lần là sẽ rất là nhiều, có thể nhận sự trợ giúp của các vị đồng tu khác, các anh chị khác giúp đỡ để cùng nhau đọc để hồi hướng được hay không, thì Oan Khiên Giáo Chủ đã đồng ý. 哎，安元清大主说三个月内要把这个900遍的功德送完回向给他们，或许答应，或许说没问题，那个下个月北玄宫开法会的时候。 Vào An Gia Trái Chủ là đã đưa ra cái điều kiện là phải hoàn thành trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng phải trì tụng đủ 900 biến Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. Và điểm truyền sư cũng đồng ý. Điểm truyền sư nói rằng được, đến pháp hội lần tiếp theo sẽ viết một cái biểu văn hồi hướng công đức để mà hồi hướng cho các vị An Gia Trái Chủ đó. 哎，后来到了下个月法会的时候，他们学姐就跟我讲说，哎，他们已经送了1350遍，等于说这900遍再加上那个450遍，又再加5层，啊，那总共1350遍的功德，然后我们就或许就写了表文，把这个回向给冤亲，把烧表文回向给冤亲债主，哎，以后就平安了，都芳姐她的身体也好了，没事了。 Thì đến tháng sau có pháp hội thì các chị ở trong cái Phật đường đó mới đi đến gặp điểm truyền sư để báo cáo. Thì các chị này mới nói với điểm truyền sư rằng là điểm truyền sư ơi, là ở Phật đường đã trì tụng được 1350 lần Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh rồi. Bởi vì là cộng thêm 5% thêm nữa là 900, cộng thêm 5% nữa là được 1350 biến Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. Thì điểm truyền sư ngày hôm đó mới viết biểu văn để hồi hướng cái công đức tụng kinh này cho cái cô gái kia. Thì sau đó là đã giúp cho cô ấy có được một cái giấc ngủ an giấc và đã bình phục trở lại. Hey,这个例子就是告诉我们，哎，他弥勒真经真的可以解冤释结，而且能够那个，哎，皆大欢喜，创造双赢。 Cái câu chuyện này nói chúng ta biết được rằng việc mà chúng ta trì tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ đi nghiệp chướng, giúp cho chúng ta có được một cuộc sống vui vẻ, hòa thuận, an lạc và niềm vui lan tỏa đến khắp mọi người. Bởi vì do thời gian có hạn, điểm truyền sư chỉ có thể chia sẻ được đến đây cùng với các vị. 对，因为经文部分的话，或许希望说大家回去要诵经啊。那或许今天就先不讲经文部分，那大家回去的话，每个人都用心的诵经，你看不懂经文也没关系，你就一直诵，诵经百遍，其义自现，诵经100遍你自然就会了解它的意思了。
Và ngày hôm nay mục đích của điểm truyền sư là mong muốn chúng ta có thể thường xuyên trì tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. Cho dù chúng ta không có hiểu được hàm ý sâu xa, chúng ta đọc chúng ta cũng không hiểu được là ý nghĩa của nó là gì, nhưng mà chúng ta cứ đọc đi, đọc trăm lần, ngàn lần thì tự khắc chúng ta cũng sẽ dần dần hiểu được nội dung của nó mà thôi. Và khi mà chúng ta trì tụng nhiều như vậy á, thì sẽ có rất rất là nhiều lợi ích đến với bản thân của mình. Hảo, mình cảm ơn đại gia, chúc phúc đại gia. Xin cảm ơn các vị, xin cảm ơn các vị rất nhiều, xin chúc phúc cho tất cả các vị tiền hiền. Xin cảm ơn các vị. Ta chúc mừng đại gia, mỗi người đều hảo, tụng kinh, có thể gia bình an, thân tâm khang kiện. Mong rằng các vị chúng ta đều trì tụng kinh thường xuyên để giúp cho chúng ta có được gia đình hạnh phúc, bình an, sức khỏe luôn được dồi dào, mạnh khỏe. Xin cảm ơn các vị tiền hiền. Mời tất cả các vị chúng ta đứng dậy ạ. Chúng ta cùng nhau. Cảm ơn điểm truyền sư tận tâm. 3, 大家请坐. Mời các vị chúng ta ngồi xuống. 我们感谢王典禅师慈悲为我们传递这一堂课。 Chúng ta rất là cảm ơn điểm truyền sư từ bi đã chia sẻ cùng với chúng ta tiết học này. 王典禅师非常慈悲，深入浅出的举出这些例子。 Vương điểm truyền sư rất là từ bi đã chia sẻ một cách rất là dễ hiểu thông qua những cái câu chuyện mà kể chúng ta nghe. 和我们的生活有密切的关系。 Nó rất là mật thiết trong đời sống thường ngày của chúng ta. 我们今天的课程就讲到这里。 Và tiết học ngày hôm nay của chúng ta xin được kết thúc tại đây. 谢谢各位前贤，谢谢大家。 Xin cảm ơn các vị tiền hiền. 再来徒儿莫再徘徊人力是修道不欠埋调整自己的心态勇敢飞翔壮志抱怀在修般的岁月要学会自己做主宰心坚定不摇摆因为徒是存在 记得杀，记功德，期待，佩戴慈悲满，用真心世界来关怀。因为徒是存在，黑暗之中有时关怀。 心坚定不摇摆，因为徒是存在，记得杀，记功德，期待，佩戴慈悲怀，用真心世界来关怀，因为徒是存在，黑暗之中有时关怀。
更高。